Xin chào các bạn, Kangaroo là một biểu tượng của nước Úc và thường được sử dụng trên đồng đô la Úc, huy hiệu và các hãng hàng không. Tuy nhiên, chúng cũng gây ra thiệt hại lớn cho hệ sinh thái bằng cách phá hoại một số loại thực vật. Vậy, chính phủ Úc đã kiểm soát hàng triệu con Kangaroo như thế nào? Hãy cùng chúng tôi khám phá trong video ngày hôm nay nhé! Kangaroo là một trong những loài chuột túi đặc trưng của Úc với khả năng nhảy vượt trội, có thể đạt tới tốc độ lên tới 50 km mỗi giờ, sở hữu sức mạnh linh hoạt. Chúng là biểu tượng sống của đất nước này. Quần thể Kangaroo ngày càng gia tăng, hiện nay có khoảng 25 triệu con trải rộng khắp nước Úc, gây ra những tác động không mong muốn đến một số loài thực vật và nguồn nước. Kangaroo thường được xem xét và đưa vào danh sách các loài gây hại. Sự lan rộng của quần thể Kangaroo trải khắp nước Úc với 4 loài phổ biến thường thấy bao gồm Kangaroo đỏ, Kangaroo xám miền Đông, Kangaroo xám miền Tây và Kangaroo antelopin. Kangaroo có thể thích nghi ở nhiều môi trường khác nhau. Mỗi đàn kangaroo thường có một con đực đầu đàn. Những con đực thường có chiều cao khoảng 2m và cân nặng khoảng 90 kg. Trong mùa giao phối, các con đực sẽ cạnh tranh với nhau để giành quyền giao phối với các con cái. Khi đối diện với nguy hiểm, kangaroo con thường tìm đến sự bảo vệ trong túi của mẹ chúng, nơi an toàn hơn để tránh nguy hiểm. Kangaroo con thường ở trong túi của mẹ trong khoảng từ 9 tới 11 tháng sau khi chúng chào đời. Sau đó chúng sẽ bắt đầu dần dần tách ra và khám phá thế giới xung quanh mình, nhưng vẫn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ mẹ và các thành viên khác trong đàn. Với tốc độ di chuyển nhanh chóng của mình, kangaroo có thể dễ dàng thoát khỏi kẻ săn mồi như chó dingo. Điều này giải thích tại sao trong các cuộc săn, kangaroo thường có thể trốn thoát khỏi sự săn đuổi của chó dingo. Điều này cũng đóng góp vào việc gia tăng nhanh chóng quần thể của kangaroo. Kangaroo có thói quen gặm cỏ, làm ảnh hưởng đến thảm cỏ một cách đáng kể, gây ra sự thay đổi trong cấu trúc và hệ sinh thái của khu vực. Việc này có thể gây ảnh hưởng đến sự phát triển của cây cỏ và các loài thực vật khác. Ngoài ra, chúng còn cạnh tranh với các loài vật bản địa và gia súc tại các trang trại về nguồn thức ăn, đặc biệt là trong thời tiết khắc nghiệt khi nguồn thức ăn khan hiếm. Thậm chí chúng còn xuất hiện ở các khu vực của thành phố. Trên đường chúng gây ra tắc đường, gây cản trở và nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Không chỉ thế, hàng trăm con kangaroo đã xuất hiện trên các sân golf trong vài năm qua. Do việc tiêu thụ cỏ của chúng khiến cỏ trên các sân golf gần như là không thể phát triển. Điều này đã buộc nhân viên phải cung cấp dinh dưỡng bổ sung cho cỏ, gây ra tổn thất kinh tế lớn cho các doanh nghiệp liên quan. Chúng còn tấn công những người đến chơi golf, khiến họ sợ hãi và một số sân golf gặp nhiều tổn thất kinh tế do số lượng khách đang giảm dần. Thậm chí trên đường, chúng còn tấn công một số tay đua xe đạp, khiến họ gặp nguy hiểm. Nếu các bạn cảm thấy video hôm nay là thú vị, vui lòng để lại số hay dưới phần bình luận nhé. Cảm ơn các bạn. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng chúng đã giúp phát tán nhiều loại hạt cỏ quý hiếm và cung cấp dinh dưỡng cho bãi cỏ từ chất thải của chúng. Người bản địa Úc luôn yêu quý và bảo vệ chúng, họ còn đưa chúng vào các trang trại và chăm sóc cho chúng.
Hiện nay, quần thể kangaroo ở Úc vẫn tiếp tục gia tăng, do đó chính phủ đã phải áp dụng biện pháp săn bắn để kiểm soát chúng. Những thợ săn được cấp phép sẽ được săn bắn một số lượng nhất định hàng năm. Khi màn đêm buông xuống, thợ săn sẽ bắt đầu cuộc đi săn. Do ban đêm, thị lực của kangaroo kém hơn, vì vậy thợ săn sẽ dễ dàng săn bắt chúng hơn. Chính phủ cho phép săn bắt khoảng 15% số lượng của chúng nhằm tránh không để quần thể kangaroo gia tăng, gây thiệt hại cho hệ sinh thái, đồng thời làm cạn kiệt những nguồn nước quý giá tại Úc. Tuy nhiên, việc săn bắn kangaroo tại Úc đang đối mặt với sự phản đối từ các nhóm bảo vệ động vật hoang dã. Họ cho rằng việc săn bắn kangaroo để lấy thịt là một hành động tội ác bởi kangaroo được coi là biểu tượng quốc gia của Úc. Do đó, chỉ có rất ít người dám thử thịt kangaroo vì họ cảm thấy việc này là không đạo đức với các sinh vật này. Trước khi được đưa đến nhà máy chế biến, kangaroo sẽ được sơ chế. Họ sẽ cắt đuôi, loại bỏ các cơ quan nội tạng và các phần không cần thiết khác. Mặc dù thịt kangaroo được đánh giá là giàu đạm và ít mỡ, nhưng không phổ biến trong việc tiêu thụ tại Úc, đặc biệt vì chúng là biểu tượng quốc gia. Điều này khiến việc tiêu thụ chuột túi trở nên nhạy cảm, thậm chí là gây ra sự chia rẽ trong cộng đồng. Một số bang của Úc đã áp dụng các quy định và hạn chế về việc săn bắn chuột túi với mục tiêu bảo vệ loài này. Tuy nhiên, nhu cầu sử dụng thịt chuột túi vẫn rất là thấp. Chỉ có một số du khách tò mò muốn thử nếm hương vị đặc biệt của thịt này thôi. Thịt kangaroo đóng vai trò quan trọng trong ngành sản xuất và xuất khẩu thịt của Úc. Với việc xuất khẩu đến hơn 55 quốc gia trên toàn thế giới, trong số các thị trường nhập khẩu, Nga chiếm vị trí hàng đầu, chiếm khoảng 70% tổng nhu cầu quốc tế cho sản phẩm này, đưa kim ngạch xuất khẩu thịt kangaroo của Úc lên mức 225 triệu đô la Mỹ mỗi năm. Tuy nhiên, vào năm 2009, Nga đã ban hành lệnh cấm nhập khẩu thịt kangaroo từ Úc sau khi phát hiện một số lô hàng bị nhiễm khuẩn E. coli. Điều này đã gây ảnh hưởng lớn đến ngành chế biến thịt kangaroo của Úc. Tuy vậy, việc tiêu thụ thịt kangaroo đang dần phục hồi. Mỗi năm, thị trường Nga tiêu thụ trung bình là khoảng 180 triệu đô la Mỹ thịt kangaroo. Bên cạnh việc sử dụng làm thức ăn, thịt kangaroo còn được sử dụng cho việc nuôi dưỡng chó, đặc biệt là các giống chó đua cao cấp. Chẳng hạn như giống chó đua Greyhound thường ăn thịt kangaroo nhập khẩu từ Úc. Da của kangaroo thường được sử dụng để sản xuất các sản phẩm cho các thương hiệu thời trang nổi tiếng. Nike là một trong những thương hiệu sử dụng da kangaroo. Điều này đã gây ra một số tranh cãi liên quan đến việc sử dụng da của loài vật này trong ngành công nghiệp thời trang. Việc câu cá ngừ vằn thường được thực hiện bằng cần câu truyền thống. Ngư dân sử dụng thân cây tre để làm cần câu, sau đó gắn dây câu và lưỡi câu vào để câu từng con cá một. Họ sẽ chuẩn bị những con cá nhỏ còn sống để làm mồi cho cá ngừ. Sau khi đánh bắt được mồi sống, các tàu sẽ di chuyển ra vùng nước rộng để tìm kiếm các đàn cá ngừ bằng ống nhòm và bằng cách theo dõi các loài chim biển.
Các loài chim biển chẳng hạn như hải âu sẽ thường xuyên bay lượn trên bề mặt đại dương để tìm kiếm thức ăn. Khi chúng tìm thấy một đàn cá đang kiếm ăn, chúng sẽ tụ tập lại thành đàn để ăn theo. Ngư dân có thể sử dụng những dấu hiệu này để xác định vị trí của cá ngừ. Ngoài ra, các tàu đánh bắt cá ngừ cũng có thể sử dụng máy dò cá để tìm kiếm các đàn cá ngừ. Máy dò cá sử dụng sóng âm để tạo ra hình ảnh của các đối tượng dưới nước, bao gồm cả cá ngừ nữa. Tuy nhiên, máy dò cá không phải lúc nào cũng đáng tin cậy đâu, vì chúng có thể bị nhiễu bởi các yếu tố khác, chẳng hạn như sóng biển. Sau khi đã xác định được vị trí của cá ngừ, ngư dân sẽ bắt đầu thu hút cá bằng cách sử dụng những con cá nhỏ sống và phun nước từ phía sau tàu. Mồi sống là một yếu tố quan trọng trong việc thu hút cá ngừ. Mồi sống thường là các loài cá nhỏ, chẳng hạn như cá mồi, cá cơm hoặc cá thô. Mồi sống được thả xuống dưới nước và bơi xung quanh thuyền, tạo ra sự chú ý của cá ngừ. Phun nước từ phía sau tàu cũng giúp thu hút cá ngừ. Phương pháp này mô phỏng hành động cá bị kẻ săn mồi truy đuổi. Điều này kích thích bản năng săn mồi của cá ngừ. Khi cá ngừ đã bị thu hút, ngư dân sẽ bắt đầu câu cá. Mỗi ngư dân sẽ sử dụng một cần câu và dây câu có gắn lưỡi câu. Sau đó, ngư dân sẽ thả dây câu xuống nước và chờ đợi cá ngừ mắc câu. Khi cá ngừ mắc câu, ngư dân sẽ giật cần câu để kéo cá lên thuyền. Trong quá trình câu cá ngừ, ngư dân có thể vô tình đánh bắt các loài không phải mục tiêu, chẳng hạn như là cá heo, rùa hoặc là cá mập. Các loài không phải mục tiêu này sau đó sẽ được thả trở lại biển. Câu cá ngừ vằn là một hoạt động đánh bắt có thể gây ra tác động tiêu cực đến môi trường. Tuy nhiên, việc sử dụng một lưỡi câu và một dây câu duy nhất cho mỗi ngư dân sẽ giúp giảm thiểu số lượng cá bị đánh bắt nhầm. Việc câu cá ngừ vẫn đúng quy định là cách thức hiệu quả để bảo vệ nguồn lợi cá ngừ vằn, góp phần bảo vệ môi trường và phát triển bền vững ngành thủy sản. Các bạn cảm thấy video hôm nay như thế nào? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận cho chúng tôi nhé. Cảm ơn các bạn! Chiều dài trung bình của cá ngừ vằn là khoảng 36-60cm, trọng lượng thường gặp từ 1-6kg, nhưng có những con có thể nặng đến 25kg. Cá ngừ vằn là một nguồn thu nhập chính cho nhiều cộng đồng ven biển và ngư dân trên khắp thế giới. Sự phụ thuộc vào ngành công nghiệp đánh bắt cá ngừ vằn là rất lớn, đặc biệt là ở các khu vực như Đông Nam Á và Thái Bình Dương.
Cá ngừ vằn là một phần quan trọng trong thương mại quốc tế với nhu cầu tiêu thụ cao. Nó được chế biến thành nhiều sản phẩm khác nhau như cá ngừ đóng hộp, sushi, sashimi và các món ăn cao cấp khác. Cá ngừ vằn là một nguồn cung cấp protein động vật chất lượng cao giúp xây dựng và duy trì cơ bắp. Cá ngừ vằn còn giàu axit béo omega 3 có lợi cho sức khỏe tim mạch. Omega 3 cũng giúp giảm viêm và hỗ trợ chức năng não. Ngoài ra, cá ngừ vẫn còn cung cấp nhiều loại vitamin và khoáng chất quan trọng như vitamin B12 và selenium. Những chất này hỗ trợ nhiều chức năng cho cơ thể, từ hệ thần kinh đến hệ miễn dịch. Tuy nhiên cũng cần lưu ý rằng mức độ tiêu thụ cá ngừ vằn cần được kiểm soát, đặc biệt là ở phụ nữ mang thai và trẻ em do nguy cơ chứa lượng thủy ngân cao. Khi cá ngừ đã được chuyển lên bờ, chúng sẽ được đặt trên băng chuyền. Tại đây, chúng sẽ trải qua quá trình đông lạnh hoặc là được chuyển đến các nhà máy để chế biến. Chúng ta vừa cùng nhau tìm hiểu cách mà những người ngư dân Tai Ba đánh bắt cá ngừ vằn. Phương pháp đánh bắt này đòi hỏi sự khéo léo và kinh nghiệm cùng với sức khỏe của những người ngư dân. Các bạn cảm thấy là phương pháp đánh bắt này như thế nào? Hãy để lại bình luận để chúng ta cùng nhau thảo luận nhé! Vâng, các bạn đã theo dõi hết video. Nếu yêu thích video, hãy ấn like, đăng ký kênh, chia sẻ video đến bạn bè và người thân để ủng hộ kênh chúng tôi nhé! Cảm ơn các bạn! Chào mừng các bạn đến với phần giới thiệu đặc biệt về đội ngũ sáng tạo đằng sau kênh của chúng tôi. Đầu tiên, xin giới thiệu biên kịch video của chúng tôi là một người có niềm đam mê sâu sắc với lĩnh vực nông nghiệp. Không chỉ giỏi viết lách, cô ấy còn là người dẫn đầu trong việc tìm hiểu và khám phá các phương pháp nông nghiệp tiên tiến trên toàn cầu đấy. Kế tiếp, chúng tôi tự hào giới thiệu về chủ kênh kiêm chuyên gia edit video của chúng tôi. Anh ấy không chỉ là linh hồn của đội ngũ sáng tạo mà còn là tấm gương về sự chăm chỉ và đam mê. Dành hơn 10 tiếng mỗi ngày để chỉnh sửa video, anh ấy không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, đem lại trải nghiệm tốt nhất cho khán giả. Trong hành trình sắp tới, chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ nhiệt tình và tình cảm của các bạn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại!